Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Hộp tin Việt Nam phát sóng trực tiếp trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VITV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Qua thanh kiểm tra trong 6 tháng đầu năm, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm giá trị lên tới hơn 9.800 tỷ đồng, đồng thời rút kinh nghiệm và định hướng cho 6 tháng cuối năm. Triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử lần thứ hai, tiếp nối thành công của dịch vụ này thời gian qua. Nhận định của chuyên gia nước ngoài về kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm 2014 với những mặt tích cực và tiêu cực cần có sự thay đổi và cải thiện nhiều hơn. Nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Ý và Việt Nam ngành da giày, sáng 11 tháng 7, Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam, Liên đoàn Công nghiệp da Ý, Hiệp hội da giày Việt Nam và các đơn vị liên quan đã tổ chức hội thảo thời trang da Ý thu đông 2015-2016 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc trình bày những xu hướng mới nhất trong ngành thuộc da, hội thảo là nơi tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam tìm kiếm đối tác trong ngành công nghiệp thuộc da. Với sự tham gia của các câu lạc bộ, nhà thiết kế và các chuyên nghiệp trong lĩnh vực da giày, nội thất, chuyên gia từ hệ thống triển lãm da quốc tế đã cập nhật các xu hướng trong mùa thu đông 2015 đến 2016. Trong đó, với chủ đề ánh sáng làm chủ đạo, xu hướng mùa này sẽ hướng tới sự đơn giản hóa và mang sức sống mới cho chất liệu. Đây còn là dịp để các doanh nghiệp Việt có thêm thông tin về thị trường nguyên liệu da thuộc từ Ý, xu hướng thời trang quốc tế để cập nhật mẫu mã sản phẩm, tìm đối tác mới cho nguồn cung nguyên liệu để cải tiến sản phẩm và mở rộng thị trường. Theo thống kê từ Hiệp hội Da giày Túi xách Việt Nam, trong 11 tháng đầu năm 2013, kim ngạch nhập khẩu da thuộc từ Italia của Việt Nam đạt gần 125 triệu đô la. Với những thế mạnh về công nghệ và chất lượng ngành da thuộc, hiện nay, Italia được xem là một trong những nguồn cung nguyên liệu da thuộc chủ yếu cho thị trường Việt Nam. VITV, kênh truyền hình chuyên biệt về kinh tế tài chính theo thời gian thực đầu tiên tại Việt Nam. VITV, thông tin chính xác. VITV, trao đổi thẳng thắn, chân thực, đối thoại đa chiều về các vấn đề kinh tế trong nước và thế giới. VITV, nội dung sống động, tin tức cập nhật. VITV, mọi lúc, mọi nơi. VITV, khởi nguồn kinh doanh.